Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Chuyên mục vì chủ quyền an ninh biên giới hôm nay, sau trang tin phản ánh các hoạt động của lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh, là mục chuyên đề tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và phóng sự thủ lĩnh đoàn gương mẫu trong các phong trào thi đua. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 27 tháng 2, Ủy ban mặt trận Tổ quốc và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho người dân trên địa bàn xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Đây là hoạt động thiết thực để thực hiện ngày hội biên phòng toàn dân năm 2021, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng mùng 3 tháng 3 năm 1959, mùng 3 tháng 3 năm 2021. Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, huyện ủy Điện Biên và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao tặng 5 nhà đại đoàn kết và 5 con bò giống cho 10 hộ gia đình khó khăn của xã. 105 xuất quà cho các gia đình chính sách và học sinh được đỡ đầu theo chương trình Nâng bước em đến trường của Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tổng chương trình có trị giá 381 triệu đồng. Đây là hoạt động vừa để thực hiện ngày hội biên phòng toàn dân năm 2021, vừa có ý nghĩa thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, kỷ niệm 32 năm ngày biên phòng toàn dân mùng 3 tháng 3 năm 1989, mùng 3 tháng 3 năm 2021 và kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng mùng 3 tháng 3 năm 1959, mùng 3 tháng 3 năm 2021 qua đó góp phần giúp đỡ chia sẻ những khó khăn vất vả của đồng bào khu vực biên giới tăng cường hơn nữa tình đoàn kết quân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh xây dựng nền biên phòng toàn dân thế trận biên phòng toàn dân vững chắc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới quan trọng nhất là sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng các cấp ngành và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia các phong trào tự quản đường biên cột mốc quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương Trong 2 ngày 11 và 12 tháng 3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên tiến hành bàn giao nhà mái ấm chiến sĩ nơi biên giới cho các đồng chí Sùng A L, nhân viên vận động quần chúng đồn biên phòng Nậm Nhừ, đồng chí Bùi Văn Hòa, nhân viên báo vụ đồn biên phòng Naco Sa, đồng chí Lầu A Vàng, trinh sát viên đồn biên phòng Mường Mươn trong năm 2020, được sự quan tâm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ kinh phí xây tặng mái ấm chiến sĩ người nghèo nơi biên giới từ nguồn quỹ vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc của thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên được hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà mái ấm chiến sĩ nơi biên giới cho những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, Căn nhà của gia đình đồng chí Sùng A L được xây dựng tại bản Nậm Chua 1, xã Nậm Như, huyện Nậm Pồ. Căn nhà của gia đình đồng chí Bùi Văn Hòa được xây dựng tại bản Hủy Thùng 1, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ. Căn nhà của gia đình các đồng chí qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp nên được sửa chữa lại và xây mới với mức hỗ trợ kinh phí mỗi căn nhà bằng tiền mặt trị giá 60 triệu đồng. Công trình nhà mái ấm chiến sĩ nơi biên giới là một trong những nội dung hoạt động trong thực hiện ngày hội biên phòng toàn dân năm 2021 có ý nghĩa thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và kỷ niệm 32 năm ngày biên phòng toàn dân mùng 3 tháng 3 năm 1989 mùng 3 tháng 3 năm 2021 62 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng mùng 3 tháng 3 năm 1959 mùng 3 tháng 3 năm 2021 tiến tới bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua đó góp phần giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn vất vả của quân nhân trong bộ đội biên phòng tỉnh, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giúp quân nhân yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Sáng ngày mùng 1 tháng 3, khối cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức lễ gia quân huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2021 và phát động thi đua gia quân huấn luyện năm 2021, tạo khí thế thi đua sôi nổi bước vào huấn luyện, hướng tới kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, mùng 3 tháng 3 năm 1959, mùng 3 tháng 3 năm 2021, 32 năm ngày Biên phòng Toàn dân, mùng 3 tháng 3 năm 1989, mùng 3 tháng 3 năm 2021. Tại buổi lễ gia quân huấn luyện, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt triển khai kế hoạch, chương trình và nội dung huấn luyện năm 2021, đồng thời tổ chức phát động phong trào thi đua với chủ đề kỷ cương, đổi mới, hiệu quả và an toàn giao thông. Qua đó nhằm giáo dục động viên mọi cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác, tính chủ động khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và các nội dung huấn luyện năm 2021. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm huấn luyện trong năm 2021 là tổ chức huấn luyện theo chương trình cơ bản với phương châm cơ bản thiết thực vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, huấn luyện sát với tình hình nhiệm vụ, đối tượng tác chiến, địa bàn, huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị hiện có, tăng cường huấn luyện cơ động, rèn luyện thể lực, chú trọng huấn luyện nghiệp vụ chiến thuật biên phòng, kết hợp giữa nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện phù hợp với các quy định phòng chống dịch COVID-19 để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và huấn luyện chiến sĩ mới các đơn vị trong lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã ổn định biên chế khung huấn luyện tiến hành tập huấn các nội dung về giáo dục chính trị huấn luyện quân sự và phương pháp tổ chức huấn luyện thống nhất cách soạn giáo án bài giảng cho từng nội dung khoa mục nâng cấp sửa chữa các mô hình học cụ chuẩn bị tốt các điều kiện về thao trường bãi tập cùng với đó các đơn vị đã triển khai kế hoạch chỉnh trang xây dựng khuôn viên xanh sạch đẹp và tăng gia sản xuất chuẩn bị các nguồn lương thực thực phẩm tốt nhất để phục vụ đời sống cho bộ đội trong suốt thời gian huấn luyện Kể từ khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bộ đội biên phòng tỉnh đã tăng cường lực lượng quản lý chặt chẽ biên giới, cửa khẩu đấu tranh với hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, ngăn chặn dịch xâm nhập vào nước ta. Mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao từ ngày 4 tháng 2 năm 2021, sau khi ghi nhận 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại tỉnh Điện Biên, tính đến ngày 8 tháng 3 trên địa bàn tỉnh không ghi nhận ca nhiễm mới. Ngày 1 tháng 3, bệnh nhân số 1972 đã khỏi bệnh ra viện. Trước thực tế đặt ra, với vai trò là lực lượng nòng cốt chuyên trách trong bảo vệ biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của cấp trên, triển khai đồng bộ các biện pháp giữ vững chủ quyền lãnh thổ, Tính đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai duy trì 69 tổ chốt với sự tham gia của trên 400 cán bộ chiến sĩ, các lực lượng gồm Bộ đội Biên phòng, Dân quân, Công an và Y tế địa phương thường trực thực hiện nhiệm vụ trên biên giới. Các tổ chốt duy trì canh gác 24 trên 24 giờ, tuần tra kiểm soát siết chặt cửa khẩu, đường mòn, lối mở, sẵn sàng đấu tranh bắt giữ các đối tượng có hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Các đơn vị của Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng triển khai các tổ công tác bám địa bàn vận động quần chúng nhân dân, các biện pháp phòng trừ dịch bệnh. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức do thời tiết khí hậu ở biên giới, nhưng cán bộ chiến sĩ các đơn vị của Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn đoàn kết thống nhất thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Chỉ tính từ tháng 10 năm 2020 đến hết tháng 2 năm 2021, các đơn vị bộ đội biên phòng tỉnh đã phát hiện bắt giữ 127 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, tiếp nhận trên biên giới 1.662 người xuất cảnh trái phép do phía Lào và Trung Quốc, trao trả bàn giao cơ quan chức năng cách ly phòng dịch trong quá trình triển khai nhiệm vụ bộ đội biên phòng tỉnh luôn chú trọng công tác giáo dục tư tưởng nâng cao bản lĩnh trách nhiệm để cán bộ chiến sĩ xác định rõ trách nhiệm của mình để đảm bảo cho số quân nhân trực tiếp bám biên giới thực hiện nhiệm vụ trong thời gian dài bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh luôn quan tâm chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ huy động mọi nguồn lực đảm bảo kiên cố hóa các tổ chốt cũng như đảm bảo vật chất phòng chống dịch đặc biệt để đảm bảo sức khỏe cho bộ đội bộ đội biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phải thường xuyên thay đổi quân số trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại các tổ chốt trên biên giới chú trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh thì việc tiếp tục phát huy tốt nguồn lực tại chỗ, đẩy mạnh tăng gia chăn nuôi, góp phần cải thiện nâng cao đời sống bộ đội đã và đang được cán bộ chiến sĩ biên phòng tỉnh tích cực triển khai trên các tổ chốt chống dịch. Đây là cách làm giúp cán bộ chiến sĩ bám trụ trên những vành đai thép từng ngày từng giờ ngăn chặn phòng chống dịch COVID-19 bởi mỗi người lính trên các tổ chốt đều hiểu rằng nhiệm vụ chống dịch sẽ còn lâu dài và gian khổ sau đợt giá rét dài ngày cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng a ba trải lại tiếp tục tăng gia ngay cạnh các tổ chốt những luống rau gối vụ những lứa gà vịt kế cận nhau được bộ đội cần mẫn chăm sóc hàng ngày sau giờ tuần tra các chiến sĩ tại tổ chốt phòng dịch lại cùng các đồng đội có mặt tại khu tăng gia của chốt để chăm sóc những luống rau và đàn gà vịt với mỗi người lính ở đây tăng gia chăn nuôi là một lựa chọn cho mình cách nghỉ ngơi thư giãn trong thời gian rảnh rỗi Mặc dù phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, không điện, không nước sạch, nhưng hơn một năm qua, cán bộ chiến sĩ trên các tổ chốt phòng chống dịch COVID-19 vẫn nỗ lực đẩy mạnh tăng gia sản xuất. Những luống rau xanh mơn mởn chính là thành quả dày công chăm sóc của người lính nơi tuyến đầu chống dịch. Hàng ngày tại tổ chốt phòng dịch, Ngoài lượng lương thực dự trữ đã được đơn vị cấp phát theo tiêu chuẩn, thì với 6 luống rau các loại cùng hơn 30 con gà, vịt, thì các chiến sĩ cũng tự đảm bảo được nguồn thực phẩm tươi sống tại chỗ. Vẫn còn đó bộn bề khó khăn, thiếu thốn trên các tổ chốt, nhưng bữa ăn của cán bộ chiến sĩ đã được cải thiện hàng ngày. Nghị lực và ý chí vượt qua thử thách đã giúp những người lính quân hàm xanh luôn vững vàng trước nhiệm vụ phòng chống dịch sẽ còn lâu dài và gian khổ. Trong phần chuyên đề tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các đồng chí Luật dân quân tự vệ. Chương 5, chế độ chính sách và nhiệm vụ chi cho dân quân tự vệ. Điều 35, chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương, hy sinh. 1. Dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ hoặc đang là học viên đào tạo chỉ huy, trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở thì được hưởng chế độ chính sách sau đây. A. Trường hợp không tham gia bảo hiểm y tế, nếu bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương thì được thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh. B. Trường hợp không tham gia bảo hiểm xã hội nếu bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động theo kết luận của hội đồng giám định y khoa thì được xét trợ cấp tùy theo mức độ suy giảm khả năng lao động, nếu chết thì được hưởng trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí. C. Trường hợp bị thương thì được xét hưởng chính sách như thương binh, nếu hy sinh thì được xét công nhận là liệt sĩ theo quy định của pháp luật. 2 Dân quân khi thực hiện biện pháp triệt sản, dân quân nữ khi thực hiện biện pháp đặt vòng tránh thai, dân quân nam có vợ sinh con được nghỉ thực hiện nhiệm vụ, dân quân tự vệ thời gian được nghỉ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. 3. Chính phủ quy định điều kiện, mức hưởng, trình tự, thủ tục và cơ quan có trách nhiệm bảo đảm kinh phí, chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 điều này. Điều 36. Nguồn kinh phí. 1 ngân sách nhà nước bảo đảm cho dân quân tự vệ của cơ quan nhà nước tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội đơn vị sự nghiệp công lập và địa phương việc lập chấp hành và quyết toán ngân sách thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan 2. Kinh phí bảo đảm cho tự vệ của tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập thực hiện nhiệm vụ chi quy định tại điều 39 của luật này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện theo chế độ kế toán tài chính áp dụng đối với các đơn vị. 3. Các nguồn thu hợp pháp khác. 4. Đối với địa phương khó khăn về ngân sách, được ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí để thực hiện theo khả năng cân đối ngân sách trung ương. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhất là phong trào thanh niên bộ đội biên phòng làm theo lời Bác, Thượng úy Đỗ Xuân Điềm, ủy viên ban chấp hành tỉnh đoàn, trợ lý công tác quần chúng bộ đội biên phòng tỉnh là một trong những điển hình tiên tiến trong việc học và làm theo lời Bác. Năm 2016, sau khi tốt nghiệp Học viện Biên phòng, đồng chí Đỗ Xuân Điểm được phân công công tác tại đồn biên phòng Nà Bùng, thuộc địa bàn biên giới huyện Nậm Pồ. Khi mới nhận nhiệm vụ, anh không khỏi có những lo lắng, bỡ ngỡ, nhưng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh không ngừng học hỏi, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của đoàn, của đơn vị phát động nhận thấy đời sống của đồng bào các dân tộc còn nhiều khó khăn hiểu biết về pháp luật còn hạn chế trên cương vị là đội trưởng đội tham mưu hành chính của đơn vị đồng chí đỗ xuân điểm đã tham mưu cho cấp ủy chỉ huy đơn vị triển khai các hoạt động giúp đỡ người dân phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo tham mưu cho tri đoàn đồn biên phòng nà bùng phối hợp với các trường học trên địa bàn triển khai thực hiện mô hình biên giới pháp luật với học đường theo đó, chi đoàn đồn biên phòng tổ chức tuyên truyền pháp luật tại các trường với hình thức và nội dung phong phú, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Sau thời gian triển khai, mô hình đã phát huy hiệu quả, các em học sinh dần nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, hiểu được trách nhiệm của bản thân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Bản thân tôi là một cán bộ đoàn trong lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh để thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên và thực hiện phong trào dân vận khéo thì thời gian qua thì tôi cũng đã tham mưu cho ban chủ nhiệm phòng chính trị Đảng ủy bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh triển khai cụ thể hóa phong trào dân vận khéo bằng nhiều mô hình hay ý nghĩa và hiệu quả như chương trình nâng bước em tới trường con nuôi đồn biên phòng nhân rộng mô hình hưu gạo chiến sĩ dành tặng người nghèo và mô hình bảo vệ môi trường như ngôi nhà xanh thu gom rác tay chế. Với những thành công trong công tác đoàn tại cơ sở, tháng 6 năm 2017, đồng chí Đỗ Xuân Điềm được điều động về làm trợ lý công tác quần chúng tại Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và được bầu vào Ban chấp hành tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Ở cương vị công tác mới, đồng chí có thêm nhiều điều kiện để thể hiện tố chất của một cán bộ đoàn năng động, Kinh nghiệm từ thực tiễn và học hỏi của bản thân đã giúp anh có những tham mưu đề xuất hiệu quả trong triển khai thực hiện các sáng kiến mô hình phần việc thanh niên ý nghĩa của Đoàn viên thanh niên Bộ đội biên phòng tỉnh nhằm chia sẻ khó khăn giúp đỡ đồng bào các dân tộc khu vực biên giới. Điển hình như mô hình ngôi nhà xanh là một ý tưởng sáng tạo của Đoàn viên thanh niên trong Bộ đội biên phòng tỉnh được triển khai nhân rộng trong thời gian qua tại các đồn biên phòng Ngôi nhà xanh có chiều cao 1,7 m, rộng 1 m, được bọc lưới xung quanh và có mái che làm từ các vật liệu tái chế, vật liệu thân thiện với môi trường như gỗ, nhựa, mica. Hàng ngày, đoàn viên thanh niên của các đơn vị thu gom rác thải có thể tái chế như nhựa, kim loại, giấy vụn thả vào ngôi nhà xanh. Mỗi tuần chi đoàn dùng số lượng rác thu gom được để tái chế hoặc đem bán làm kinh phí hoạt động cho chi đoàn sau hơn một năm triển khai mô hình ngôi nhà xanh đã thu gom được gần hai tấn rác tái chế hành động nhỏ nhưng mang lại nhiều ý nghĩa góp phần giữ sạch môi trường trong và xung quanh đơn vị giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực từ rác thải nhựa mà còn giúp đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về giá trị của rác thải có hành vi ứng xử đúng mực với cộng đồng và môi trường sống Bên cạnh đó còn có các chương trình việc làm cụ thể của Đoàn viên Thanh niên Bộ đội biên phòng tỉnh, điển hình như chương trình nâng bước em tới trường, hũ gạo chiến sĩ dành tặng người nghèo, nuôi lợn đất tiết kiệm giúp phụ nữ nghèo biên cương, ngôi nhà xanh thu gom rác thải nhựa. Nhờ đó người dân khu vực biên giới đã có thêm kênh thông tin để nắm bắt được các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là các kiến thức kinh nghiệm liên quan đến phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Từ ngày xưa thì bà con di cư về đây thì cuộc sống còn gặp rất nhiều khó khăn về uh, nơi ăn, nơi ở. Nhưng uh, được sự quan tâm của chính quyền địa phương và cũng như là đồn biên phòng. Rồi uh, thường xuyên được cán bộ biên phòng và cán bộ xã lên uh, tuyên truyền về về uh, làm ăn, sản xuất thì uh, đời sống của người dân đây đã dần thay đổi. Và hiện nay thì đại đa số các gia đình trong bản điều đã có sự thay đổi lớn về kinh tế, mọi người được có nhà đẹp hơn. Tỉnh ta có 29 xã biên giới thuộc 4 huyện Điện Biên, Mường Trà, Nậm Pồ, Mường Nhé với 300 thôn, bản và 3 cụm dân cư. Đời sống của nhân dân các dân tộc khu vực biên giới đã từng bước được cải thiện, niềm tin đối với đảng, nhà nước ngày càng được củng cố, song vẫn còn nhiều hộ dân khó khăn, thiếu thốn. Với nhiều mô hình dân vận khéo, vận động quần chúng hay, phát huy hiệu quả công tác dân vận như các mô hình của Thượng úy Đỗ Xuân Điềm và tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ góp phần xây dựng được thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Cũng chúng tôi cũng đã tuyên truyền được cho quần chúng nhân dân trên địa bàn trực tiếp là xuống các đơn vị cơ sở, các bản điểm bản để tuyên truyền cho bà con nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước Bên cạnh đó thì cũng phối hợp tốt với các cơ quan tổ chức và tổ chức đoàn các cấp để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp cận và vận động được nhiều nhất cán bộ đoàn viên thanh niên và nhân dân. Với những cố gắng phấn đấu của Thượng úy Đỗ Xuân Điểm, các phong trào thi đua, mô hình dân vận khéo của tuổi trẻ bộ đội biên phòng tỉnh liên tục nhiều năm qua luôn là những mô hình tiêu biểu được các cấp khen thưởng. Đặc biệt, năm 2020, Thượng úy Đỗ Xuân Điểm đã vinh dự được Ban Dân vận Trung ương tặng bằng khen là cá nhân xuất sắc vì có những đóng góp trong công tác dân vận và phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2016-2020. Thượng úy Đỗ Xuân Điểm xứng đáng là tấm gương sáng cho tuổi trẻ học tập và noi theo. chuyên mục vì chủ quyền an ninh biên giới đến đây là hết cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau